Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe một chủ từ mới vừa về cửa hàng xong. Con này em chưa có dọn dẹp gì, chưa có sơn sửa gì, chưa có làm gì. Và nói thật các bác còn chưa phun nước rửa đâu. Đang từ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về. Và đây, chiếc xe này vừa về đây. Một mẫu sedan 5 chỗ ngồi, phân khúc hạng C, xe đẹp. Đấy, và đây là một chiếc xe bản phun với 10 túi khí nhá, điều hòa auto, gẩy số vô lăng, xe đẹp luôn. Đấy, 4 bánh phanh đĩa này, lốp Michelin dày 2021 luôn. Và các bác có thể nhìn form xe này, cứng đét luôn này. Một chiếc Kia Cerato đời 2011, một chủ từ mới, chính chủ biển Quảng Ninh, 14A01162. Vâng, bảo sao đợt này em lại toàn mua được xe chính chủ, vì thưa các bác, đợt này cái dòng các cái mẫu xe mới mới ra thị trường ạ, thì các bác chủ bác cũng có điều kiện, thế là các bác ấy cứ bán thôi. Mà thực sự là những cái mẫu xe này đi tầm chục năm hay mười mấy năm ấy, nó vẫn gần như là mới tinh luôn. Phải nói là toàn những người người ta giữ gìn. Và nói các bác bật mí là hầu như là toàn các bác là đều là người nhà nước thôi. Đúng là người nhà nước thì rất là cẩn thận, các bác chăm chút xe tỉ mỉ cẩn thận luôn. Và đặc biệt là những ai mà giáo viên bộ đội hay là những người mà làm bên nhà nước, bên tư pháp hoặc là chính phủ ấy, thì hầu như là các bác ấy giữ xe thì nói thật các bác là quá là giữ cẩn thận. Một chiếc xe nét form mới Kia Cerato đời 2011 nhá, em không so với 2022 với 21 đâu. Đấy các bác nhìn này, xe còn cứng đét luôn, kể cả ngay từ cái hệ thống đèn của xe, đèn Segu này, nhập Hàn này. Mà đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá, 2011, sản xuất 2011 luôn. Đấy các bác nhìn form đèn của nó còn tươi rói rói luôn. Đèn thì không có độ chế cháo gì à, còn nguyên đèn halogen luôn. Đấy còn nguyên này. Và đèn Segu rồi. Đấy, đèn gầm của xe đây. Và cản trước xe thì sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, cản trước này các bác nhìn ạ. Vâng. Và đặc biệt là biển của xe nhá, không có gãy vỡ gì cả, còn nguyên luôn, nó chỉ bạc màu theo thời gian thôi. Gọi là đi quèn quẹt mấy cái lá cây à. Đấy, biển nó rõ ràng thế này mà. Đúng hàng xịn, nhưng mà em nói thật là đúng là đến bây giờ mới dám chê bác ấy. Bảo tại sao một người cẩn thận như thế mà cái biển bác ấy lại không đóng mê ca nhỉ? Ừ, thấy cũng là lạ, đúng là phí. Cái này mà đóng mê ca thì thôi rồi. Đấy, còn bên này này, đấy, đèn này vẫn còn sáng căng luôn đấy các bác nhá, chứ không hề ố vàng, không hề bị chóa pha, vẫn còn nguyên luôn. Hệ thống lốp của xe thì con này là 4 quả 2021, lốp Michelin, lốp 215 45 R17. Và vành này thì đúng của hãng rồi, vành la răng con này xem nào. La răng 10 chấu. Bốn bánh này phanh đĩa luôn này, toàn bộ là phanh đĩa nhá. Và lốp 2021 dày khự luôn, mới tinh luôn, nhưng mà đầu năm 2021, tính ra thay được khoảng nửa năm rồi. Và lốp vẫn còn dày. Dòng này thì đi nói các bác là quá êm luôn. Nói máy nổ nhưng mà gần như là không nghe tiếng máy. Con này thì máy êm, máy zin mà vẫn còn nguyên bản luôn. Xe làm bánh được 17 vạn. Vâng, đây bụi bẩn vẫn còn nguyên này, em còn chưa rửa dọn gì đâu. Đấy là các bác thông cảm nhá, nhưng mà chắc chắn các bác là không có bục mọt gì rồi. Đấy, còn nguyên này, không hề bục mọt một tí nào luôn này. Sơn sườn này, sơn cabo này, sơn sườn này và tôn sườn đẹp luôn này, cân đối này, không có lượn sóng này, xe cứng luôn này. Đấy, cánh này cứng luôn này, dày luôn này. Đấy, và tay nắm cửa thì con này là khóa thông minh nhá, nên là có tay nắm cửa mở điện luôn, rất nhẹ nhàng. Vừa nãy thì em bấm nhầm một cái nút cụp điện gương, thế nào đấy, mở ra rồi. Vâng, gương điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường, chỉnh gương nhẹ nhàng luôn. Kính điện 4 cánh hoạt động bình thường, và cánh lái thì là có một chạm nhá. Vâng, đúng rồi, một chạm thôi. Đấy, tapi sạch này, đẹp luôn này. Thời tiết này thì bắt đầu tối tối rồi, việc review xe là đúng là một trở ngại. Vâng, tối trời thì khi mà review xe thì các chi tiết nó không nổi bật lên, nhưng mà đảm bảo khẳng định với các bác, xe đẹp thì bao giờ nhìn chất cũng đã mê. Đấy các bác nhìn này, các cái vần sơn của nó còn nguyên này, chỉ keo này, căng luôn này. Bên này cũng thế này. Vâng, đúng là hàng đẹp thì bao giờ nó cũng giá nó phải đẹp rồi. Con này thì em sẽ không bán với cái giá dưới 300 đâu. Vâng, trên 300 một chút, nhưng mà các bác đã sở hữu được một chiếc xe nét. Vâng, vì là sao? Vì con này em mua vào cũng cao rồi. Bác chủ bác ấy đi giữ giá vậy, bác bảo mày không mua thì đi về. Thế thôi, đằng nào mình mất công mình ra đến tận Quảng Ninh để mua xe rồi. Thế là cuối cùng cũng phải ngậm ngùi trả giá với một cái số tiền cao vun vút luôn. Đấy. Tay nắm thì đã mòn theo thời gian đây các bác nhìn này, đã mòn rồi. Nhưng mà cái này thì đồng hồ lăn bánh là 17 vạn nhá. Cứ bảo sao mòn như này. Đấy. Túi khí thì còn nguyên. Còi con này thì hơi nói chung là chấm điểm 5 cho cái còi thôi, không không to lắm mà cũng không bé lắm.
Thế còn tay gẩy vô lăng, gẩy số vô lăng thể thao này. Đấy, đèn pha auto nhá. Con này có đèn auto luôn cho các bác luôn. Đấy, đèn auto và gạt mưa, gạt kính tự động hoạt tàu, hoàn toàn bình thường. Hệ thống gương chiếu hậu thì có sấy gương cái nào chống chói. Đấy, lại có màn hình tích hợp ở đây này, khi nào các bác có cam lùi. Cửa sổ trời thì hoạt động hoàn toàn ok nhá. Và đúng là một chiếc xe Hàn Quốc, nói là các bác chứ người ta gọi là option full ngập trời luôn. Không thiếu một cái gì. Điều hòa auto, đầu CD 6 đĩa. Đấy, AUX đầy đủ. Có AM, FM, có đúng không chê vào đâu được. Và đi cái dòng này thì nói chung là mình là người gọi là có vừa vừa tiền ấy. Các bác mua những cái dòng này thì đi nó cực kỳ sung sướng luôn. Máy ngon, êm, động cơ máy chỉ có 1.6 thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6 lít. Vâng, đến 7 lít trên 100 cây. Nếu các bác bật điều hòa thì khoảng 7 lít. Vâng, quá là ít so với tầm những cái phân khúc xe hạng C hoặc hạng D. Nhưng mà được cái option của dòng này thì luột là luôn. Đấy, phanh đĩa này, 4 bánh luôn. Phanh đĩa đầy đủ nhá. Em mở lắp cốp cho các bác xem cốp. Chỉ cốp nhá, các thứ của xe thì hoạt động hoàn toàn ok đây các bác nhá. Chỉ cốp này còn zin luôn này. Cốp chỉ zin. Đấy, sơn vẫn còn nguyên. Đấy, cốp chỉ keo này. Đấy. Còn các cái ốc bản lề của xe vẫn còn tươi luôn nhá. Đây các bác nhìn ạ. Vâng, còn nguyên đều luôn này. Xe cứng luôn. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Và dòng này thì đi rất là bền lành luôn. Đấy, lốp sơ cua đây. Lốp sơ cua và đồ nghề kích lốp của xe còn nguyên. Đó, mở ra xem là nó còn la răng không. Đấy, la răng cũng là la răng đúc luôn đấy các bác nhá. Vâng, bình thường thì những cái dòng xe Hàn người ta mới bố trí là 5 bánh đều là la răng đúc. Còn những cái dòng xe khác người ta để tiết kiệm nhiên liệu là chi phí đó, thì người ta lại sử dụng toàn bộ là đều bằng la răng sắt. Vâng, điểm trừ của những dòng xe Nhật. Đấy, cốp đóng nhẹ nhàng. Hệ thống đèn hậu của xe thì là sử dụng bóng tròn kết hợp với các cái chi tiết của đầu đèn LED công nghệ mới các bác nhá. Nhưng mà thời đấy thì chưa phát triển cái công nghệ LED nhiều. Thế là đèn nó vẫn là đèn tròn thôi. Nhưng mà phân tầng rõ ràng và các cái đốm này, những cái điều chỉnh về ánh sáng, hướng ánh sáng thì rất là ok. Đấy, sơn si đồng cản đẹp, kể cả các cái mắt của cả miếng lùi đấy các bác nhìn này. Nó không hề có bạ thêm sơn nhá. Mắt cả miếng lùi này. Đấy, bên này thì có một chút này. Đấy, có đây một chút nhưng không vấn đề gì nhá. Vâng, xe một chủ nên là cứ yên tâm, đảm bảo cho các bác bao test cho các bác thoải mái luôn. Test hãng thoải mái, các bác mà thấy xe mà có lỗi ví dụ như là đâm đụng tai nạn ngập nước là cho các bác luôn con xe này. Khẳng định 100% luôn các bác luôn nhá. Vâng, bên em thì bán hàng rất rõ ràng. Xe có sao mình báo vậy thôi, không có gì cả. Đấy, thời tiết tối tối này đúng là hơi không ủng hộ em Vũ Duy về cái việc quay xe cho nó rõ nét lên một chút. Nhưng mà được cái về chất xe thì cứng rồi. Nên là con này thì các bác cứ yên tâm, đảm bảo bao chất cho các bác luôn. Đấy, keo chỉ này. Chỉ này, đấy. Kể cả phần cánh này, các bác nhìn cánh này. Đấy, các cái gioăng cao su của nó còn nguyên này, gioăng chống ồn này còn nguyên luôn này. Đấy, đinh hàn nhá, còn nét lừ luôn này. Đó, các bác nhìn ạ, đinh hàn này còn nét sắc luôn. Và xe thì không có lỗi lầm rồi. Đấy, một chiếc xe đẹp, một mẫu xe đến cái 10 túi khí. Vâng, bảo không biết làm sao mà nó lại lắm túi khí thế. Kính thì zin nhá, kính Hansgrohe 2011 này. Đấy, kính phim cách nhiệt Vicu này. Đấy, cũng toàn là đồ hàng xịn luôn. Cabo thì chắc chắn tôn mỏng và nào đè nổ cái nào. Được cái là con này có chìa khóa thông minh. Đè nổ mở cốp các thứ là đều bằng điện hết. Nào, ấn đè nổ này. Và xe thì không có lỗi lầm gì nhá các bác nhá. Đấy, không hề có một lỗi nào luôn này. Em bật sẵn đèn pha lên cho các bác để các bác cùng xem. Và ta sẽ cùng đi ra khoang máy để kiểm tra động cơ của chiếc xe này. Với khối động cơ là 1.6, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm 7 lít. Đây các bác nhìn này, đèn này, đèn pha này. Đấy, đèn zin của nó đều sử dụng halogen nhé các bác nhá. Công suất vừa phải, ánh sáng đều. Máy thì còn zin nguyên. Đấy, chưa có làm gì cả, chưa có độ chế cháo cả. Và nói chung là con này thì được bảo dưỡng hãng định kỳ thường xuyên rồi. Nên là các bác cứ yên tâm là dòng này về là cứ chạy vô đối luôn. Nhiều bác là hỏi là hay chú cho anh xem keo chỉ am hơi thừa. Đây, chờ em tí em cho các bác xem hơi thừa luôn để xem nó như thế nào. Đấy, đầu răng đây. Đấy, tai đèn này còn nguyên luôn này. Các cái đầu tai đèn nó còn nguyên nhá, chưa có gãy vỡ gì cả, còn nguyên luôn.
một chiếc xe đẹp và đèn là đèn zin. Đèn zin là nó chắc chắn là nó sẽ cũ theo thời gian rồi, không tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Đấy các bác nhìn này, đầu tai đây còn nguyên luôn. Đấy em chống cabo lên cho các bác nhá. Và ta sẽ mở cái nắp thăm dầu lên. Các bác nhìn ạ, dầu vàng óng luôn này. Đấy, cái này là bác chủ bác ấy cũng là một người chăm chút xe cẩn thận, đi cứ 5.000 cây bác ấy thay một lần. Thế đâm ra dầu như này quá ok. Rồi, tiếp theo là đến hơi thừa, xem có hơi không. Úi dồi, không có tí hơi nào luôn này. Không hơi, không bắn dầu luôn này. Vâng, máy ngon luôn, êm và tua thấp nhá. Và đây là em còn đang bật điều hòa đấy ạ. Vâng, bật thế mà tua rất thấp luôn. Ắc quy thì mới thay từ đầu tháng. Bác ấy bảo là anh để lâu không làm gì, thế cuối cùng bác ấy thay ắc quy thôi. Úi chà chà, đây rồi. Lại nắp lên. Đấy, keo chỉ cabo thì cứ bao zin cho bác luôn. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, Kia Cerato đời 2011. Đấy, cửa nóc phun kịch đồng hồ. Rồi nội thất thì tươi, mà nội thất của nó còn zin nguyên luôn, không có độ đẹp gì cả. Đấy, túi khí an toàn xịn sò luôn. Và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì điện thoại ngay cho Vũ Di Ô Tô qua số điện thoại 0869158926 nhá. Vâng, cứ bảo Quảng Ninh gầm bị mọt đây này. Đây cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn đi. Xe một chủ đấy, biển Quảng Ninh đấy. Đấy, mọt gì. Gầm nó vẫn còn đẹp như mới luôn đấy ạ. Cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.